Chào các bạn. Hạn chót là chủ nhật này mình trả kho mà. Bây giờ dọn mới thấy là quá nhiều đồ luôn á, kinh khủng thật. Không ngờ mình tha được đầy cái ổ như vậy. Về nhà bên kia, cái kho bên kia nó đầy nhóc luôn mà vẫn chưa hết á. Nể thật luôn á. Trong khi bây giờ mình đi bãi các bạn, chở chừng 100 kg đổ lại là thấy đuối, thấy muốn xỉu luôn. Ok, cái nào ủng hộ gì thì mình bán rẻ trong 2 ngày nay nha, ngày nay với bữa nay với ngày mai, tại vì không dọn hết thì cũng không được. Ok, mình điểm qua sơ sơ lại nha. Cái này đã đấu lại áp cao nè, phát điện rất là tốt. Gần đây mình đã bán một cái 2,1 kg á, nhưng mà chưa giao được tới khách tại vì đang thiếu cái đồng hồ đo áp á. Cái này là cái 3,8 kg các bạn, 3,8 kg nè. Những cái như vậy phát điện mình thấy rất là tốt, đặc biệt là những cái tua 2.000 nè. Điển hình là mình đang bán một cái 2,1 kg tua 2.000, phát điện rất là mạnh nha. Những cái loại như vậy, cái moment nó càng mạnh thì mình phát càng mạnh nha các bạn. 20 mấy, như 21 newton trên mét á. Những cái loại này thì bạn nào mà chạy cho hệ MPPT á, mà hệ áp thấp 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 á, tầm khoảng 48 cho tới 150 V, giống như một anh khách đang tư vấn á, thì mình thấy rất là hợp lý. Thật ra bán cho những cái hệ này rất là cũng nhiều rồi các bạn. Lâu lâu có một khách vậy đó, có khách thì hệ áp cao nha. Ví dụ như bữa nay mình bán một cái hiệu năng cao, một áp cao cho hệ 300 cho tới 450 VDC nha. Còn những cái áp như vậy nè, cái hiệu 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 năng cao á là áp danh định là 480. Những áp cao như vậy á, thì các bạn mới sau khi đấu lại, cái đó mình cũng đã đấu rất là nhiều, đấu trong đó lại rồi. Cho nên là mới phát được áp cao VDC nha. Còn những cái mà 157 V như vậy á thì để cho những cái hệ áp thấp thôi. Giống như hệ MPPT của một anh khách áp thấp. Thì cái ưu điểm là gì? Mình đẩy lên tốc độ tối đa nha, nó vẫn không có nhiều khả năng gây cháy cái hệ MPPT. Tại vì trên cái áp đó thì nó cháy đúng không? Còn mình chỉ cần dòng thôi. Ví dụ như dòng rơi vào khoảng có nhiều khách nha. Cách đây khoảng 1 năm á, có một khách có một cái hệ MPPT rất là hay. Mình xem được cái tất cả thông tin trên điện thoại hết. Thì tùy khách thôi, có khách thì tùy nhu cầu. Tại vì họ làm hệ hệ bổ sung cái điện năng lượng mặt trời á. Chỉ cần 2A 3A thôi. Với những con này quá dễ các bạn, 2A 3A quá dễ nha. Còn có những khách thì nhu cầu cao hơn. Đó, ví dụ như 5 10A. Và có những khách cần 20A, ví dụ như vậy. 20A thì con này không thể nha. Con này chỉ tầm khoảng ở đây nó để là 15A nè. Thì ở đây thì mình lấy được khoảng 5A là nó rất là thoải mái, dễ lấy nha. Ok, con này thì anh khách đã cọc 1 triệu nhưng mà bài trôi lâu lắm rồi. Anh liên hệ lại giùm em nha. Anh không lấy thì em trả cọc lại chứ không sao cả. Em không lấy tiền cọc. Còn anh mua thì nhân dịp này thì em bán rẻ hơn. Còn anh không lấy thì em gửi lại tiền cọc. Hoặc là về em sẽ để riêng ra. Em cố gắng tra ra thông tin của anh và em trả tiền cọc lại nếu anh không lấy. Em bán cho khách khác. Ok, đầu tiên là con này. Tiếp theo là cái 4 kg này các bạn, 4 kg 1.000 vòng rồi nè. Đó. Cái này là 66 hẹt nha. Cái này mình đấu lại là hẹt nó rất là thấp luôn á. Mình đấu lại là hẹt khoảng 50 mấy hẹt á là thoải mái luôn á. Nó 66.7 hẹt nè. 38 kg 4 kg nè. Cái hệ này hệ 200 V nè các bạn. 200 V thì các bạn phát hệ 220 ok nha. Đấu lại phát hệ một pha 220 rất là ok. À, các bạn khách nào chốt trong bữa nay và ngày mai thì mình sẽ để rất là rẻ nha. Giống như thu vốn lại thôi. Còn cái này thì là một cái trục thứ tư khớp xoay harmonic nha. Nó xoay thì cái này là lực lực kéo rất là lớn. Khách nào cần mình cũng để rẻ luôn nha, tức là giữ một bên này giữ bên này, nó sẽ xoay theo cái đường này nè.
xoay 360 độ luôn nha, được kéo lớn để các bạn chế những ứng dụng nào mà cần xoay á. Hộp giảm tốc mình đang bán 550k nha, giờ khách nào lấy mình bán 400k luôn, thu vốn nha. Cái này cho có cái vòng siết bên lại nha, có một cái vòng. Cái này cho 200W, 400W nha, tỷ lệ 1:10, hàng rất là xịn nha. Ở trong còn dầu zin nguyên bản luôn. Còn cái này brushless nè, lỗ cốt hình như phi 25 hay sao á. Cái này mình đã test rồi, chạy rất là êm. Và cái này chạy được dây heo sensor nữa nha, thì đem tới một cái lực kéo nó khỏe hơn. Cái này khách nào lấy mình để 650 nha, giá mình thu vốn. Còn cụm giảm tốc siêu tải này nha, trước đây có một anh khách anh định lấy nhưng mà cuối cùng ảnh không lấy. Chạy cái sạc vô 750W qua một cái hộp hộp nhông giảm tốc harmonic nha. Này harmonic siêu tải, này tải lớn nha. Khách nào lấy thì mình để giá rẻ, cái này mình chưa tính giá được nha. Khách nào cần thì mình tính là mình báo. Còn cái bộ này thì rất là nhiều người hỏi luôn á. Động cơ 750W qua hộp số này, tỷ lệ như ta, tỷ lệ 1:10 nè các bạn, tỷ lệ 1:10 nha của Nhật. Ok, cụm này khách nào cần mình để lại 1.400.000 nha, 1.400.000 nguyên cụm bao ship hoặc là 1.300.000 cũng được, mình tính án nhìn chừng chừng mình thu vốn nha. Cái này thì mình thu vốn cộng thêm một tí lãi nha. Còn có mấy cái này, mấy cái này rất là cái trục, một trục ở đây để các bạn thấy không, Make in Japan nha, XE, một cái trục của máy phân nút tải con lăn bi tì, hành trình là 70 mm. Cái này là siêu khỏe nha, cái này cho bạn, các bạn nào chế trục A thôi chứ hành trình nó cũng khá là ngắn. Toàn bộ gang full hết, bộ này mình định ghép hai bộ lại thành XE chạy siêu tải, chạy ăn sắt á. Bộ rất là nặng nha, một bộ như vậy thì khách nào cần thì mình chia lại 400k trượt được nha, bình thường tại mình để lâu quá đó nó hơi rít một chút. Cái này các bạn bắt sạc vô 200W 400W vào đây. Tiếp theo là hai hộp số thì có một hộp số bữa nay có anh khách hỏi nè, anh định qua lấy nè, thì để em xem coi cái tỷ lệ bao nhiêu báo anh nha. Cái này 1:10 nè, anh có thể qua lấy được nè. Cái này 1:10 nha, cái này gắn cho sạc vô 750W nha, 750W. Cái này tỷ lệ 1/1 ta, cái này gắn cho sạc vô 1,5 kg các bạn, 1,5 kg nha. Cái này của Nhật nè, nó có luôn cái bình dầu, thấy rất là thú vị ha. Cái này tỷ lệ là 1:1.5, 5 chấm mấy, nó hơi là tỷ lệ lẻ. Biến áp 0, biến áp tự ngẫu 0, 115, 222. Cái này dùng cho những cái hệ nào mà điện gió mà các bạn muốn tăng áp lên á. Ví dụ cái đầu vào đi, cái đầu vào các bạn đưa đầu vào là điện từ củ phát xuống. Ví dụ như củ phát các bạn mà quay tua chậm á, nó ra được có 30V. Thì cái đầu ra các bạn, cái đầu ra là 60V nha. Cái dây này dây chung nè, cái dây âm là dây chung nè. Đầu ra là 60V. Cái này mình vẫn đang bán kèm cho những khách nào mà điện gió nó yếu quá đó. Cái này giống như cái kích vậy đó, kích lên gấp đôi nha. Cái này là 2 kW, cái cục này nè, 20A, 2 kW, 2000W. Đó, nó kích lên. Cục này xài mình bản thân mình cũng đang xài mấy cái máy nội điện của Nhật á. Đổi điện từ 220 ra 110 á, hay là 100 gì đó, xài thoải mái. Cái này mình bán rẻ nha. 250k bán lại cho các bạn xài. Còn cái này thì mình có một anh khách, mình sẽ gửi cho một anh khách nha. Một anh khách đã ra chốt rồi. Còn một cái thì mình chưa có khách chốt. Những cái bộ siêu tải này các bạn có thể lắp vào bàn xoay á. Bàn xoay nha, tỷ lệ 1/100 hay là 1/80 gì đó, lâu rồi mình không có nhớ. Còn cái bộ này thì lâu quá rồi mình chưa test lại nữa.
Ok, qua bên đây. Chỉ còn trong đây là sạc vô thôi các bạn. Còn trong phòng bên kia thì nó là bật led. Cái này 7,5 ký. 7,5 ký. Hàng của gì ta? Treo ta. Treo ta nha. Thân nhỏ. Cái này mình định đấu lại tua cao để cho khách khách tàu chạy thuyền. Lâu rồi có một khách hỏi cần đấu lại mà mình mãi vẫn chưa đấu được. 7,5 ký tua cao. Cái này 2,1 ký các bạn. Cái này một cái mình gần đây mình làm một cái cụ phát điện á, đấu lại nha, một pha tua áp cao cho anh khách chạy về nhà chạy những cái giống như máy mài, máy khoan, máy cắt nha. Cái này ok nha, 2,1 ký. 2,1 ký các bạn chạy máy mài, máy khoan, máy cắt là thoải mái luôn. Em ru nha. Rồi qua đây. Cái bộ này thì mình khuyên các bạn xài cái hộp này thành hộp tăng tốc đi. Tại vì cái tỷ lệ nó khá là nhỏ, như 1:3 hay sao á. Nó không có đem tới cái hoặc là khách nào cần chạy gì đó. Nhưng mà nói chung họ làm hộp tăng tốc thì được, tức là đầu này á, mình quay đầu này cho phát ra điện thì đây là hộp tăng tốc luôn. Ví dụ như cái 400W này đi. Thì mình 126V. Đó, thì mình dùng cái đầu này làm cái đầu gắn cánh quạt vào đây thì nó qua một hộp tăng tốc 1:3 phát ra điện luôn. Mình khỏi cần qua hộp tăng tốc nha. Hoặc là tháo rời ra bán rời. Còn cái giảm tốc 750W này rất là đẹp. Lâu được có khách hỏi mà mình không có bán rẻ, rẻ thì tiếc. Cụm này 1,4 triệu các bạn. Bán rẻ thì nó tiếc. Tại vì cái hộp giảm tốc 700W harmonic á, thì giá trên thị trường khoảng 1 triệu các bạn. 1 triệu nha. Còn cái động cơ Denso thì 750W này thì mình bán kèm thì nó rẻ. Ok, 1,4 triệu. Ok, mình làm thêm một clip nữa nha. Thì khách nào có mua được chị thì ủng hộ. Và trong ngày nay với ngày mai thì mình bao ship hết nha.